Dương Dương lạnh lùng với Vương Sở Nhiên, khác xa hồi nên duyên với Địch Lệ Nhiệt 3 triệu lộ tư. Dương Dương gây khó hiểu khi có biểu hiện không được vui với Vương Sở Nhiên trong phim mới, khác xa hồi anh đóng phim cùng với Triệu Lộ Tư hay Địch Lệ Nhiệt 3. Dương Dương là một trong những diễn viên showbiz được yêu thích nhất hiện nay. Những bộ phim gần đây của anh như Đặc Chiến Vinh Quang hay Thả Thí Thiên Hạ đều được giới chuyên môn và khán giả khắp nơi đánh giá cao. Mới đây, Dương Dương bỗng dưng nhận gạch đá khi có biểu hiện được cho là lạnh nhạt với Vương Sở Nhiên tại hậu trường phim Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi. Cụ thể, cộng đồng mạng lan truyền loạt hình ảnh hậu trường Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi do Dương Dương và mỹ nhân sinh năm 1999 Vương Sở Nhiên đóng chính. Cả hai xuất hiện với vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp và thần thái ngút ngàn. Trong khi Vương Sở Nhiên tràn đầy năng lượng, luôn luôn mỉm cười với ekip và bạn diễn thì Dương Dương lại vô cùng lạnh lùng. Nhiều người nhận thấy nam diễn viên không hề nở nụ cười cũng không thèm nhìn bạn diễn. Thậm chí khi nữ diễn viên vui vẻ chơi đùa với những chú heo tại hậu trường, Dương Dương cũng chẳng tương tác mấy. Khán giả vô cùng khó hiểu trước biểu hiện của Dương Dương. Một số bình luận của khán giả, hơi lo vụ chemistry nha trời, khác một trời một vực so với chị Trà, Lộ Tư và Nhiệt Ba nhỉ. Sở Nhiên đẹp quá mà nhìn Dương Dương hơi miễn cưỡng, làm như ai ép anh đóng phim vậy. Bên cạnh đó, nhiều người nhận ra cách Dương Dương đối đãi với bạn diễn mới Vương Sở Nhiên khác một trời một vực hồi anh đóng với Triệu Lộ Tư và Địch Lệ Nhiệt Ba. Khán giả đặt nghi vấn liệu nam diễn viên chưa thể làm quen với bạn diễn hay do Vương Sở Nhiên có địa vị không cao như các đồng nghiệp trước đây của anh. Thậm chí nhiều người cho rằng Dương Dương không thể tương tác couple để cọ nhiệt trong phim do tên tuổi của Sở Nhiên không quá nổi. Liệu điều đó có phải là nguyên nhân khiến anh không nhiệt tình mấy với bạn diễn? Tuy nhiên, công chúng lại cho rằng Dương Dương hoàn toàn không cố ý lạnh nhạt với bạn diễn. Có lẽ nam diễn viên đang trong trạng thái mệt mỏi hoặc gặp vấn đề sức khỏe nên không thể vui vẻ như bình thường. Bên cạnh đó, góc chụp và khoảnh khắc ghi hình cũng dễ gây hiểu lầm cho người xem. Có thể thấy những bộ phim gần đây của Dương Dương như Đặc Chiến Vinh Quang hay Thả Thí Thiên Hạ đã và đang oanh tạc nhiều bảng xếp hạng trên các nền tảng chiếu. Mới đây, Dương Dương bị mỉa mai khi tự chấm cho bản thân điểm tuyệt đối về diễn xuất. Cụ thể, khi tham gia trả lời bộ 50 câu hỏi nhanh của một tạp chí lớn dành cho phái mạnh vào tháng 5 vừa qua, Dương Dương nhận được câu hỏi như sau: hãy tự chấm điểm cho khả năng diễn xuất của bản thân. Nam diễn viên đã không ngần ngại cho sự thể hiện của mình có điểm số cao nhất. Lúc này, ekip đã phát lại đoạn phỏng vấn Dương Dương trả lời cho đúng câu hỏi này vào năm 2015. Khi đó, nam diễn viên chỉ chấm cho mình 6 điểm. Thời điểm đó, Dương Dương tâm sự rằng bản thân sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong tương lai. Như vậy, Dương Dương dường như đã cảm nhận được sự thay đổi của bản thân suốt 7 năm qua, minh chứng qua điểm số cách biệt mà anh tự chấm cho mình. Trên khắp các diễn đàn, cộng đồng mạng bày tỏ sự tự hào về nam thần thanh xuân ngày nay đã thực sự trưởng thành về diễn xuất và suy nghĩ. Tuy nhiên, một số người lại mỉa mai Dương Dương quá ảo tưởng khi tự cho mình số điểm tuyệt đối về diễn xuất. Họ cho biết nhìn vào cách thể hiện của nam diễn viên qua các tác phẩm gần đây sẽ thấy rõ. Thậm chí nhiều người còn mang diễn xuất một màu của anh trong Thả Thí Thiên Hạ đóng cùng Triệu Lộ Tư ra làm minh chứng. Khán giả cảm thấy Dương Dương gần như không thay đổi nhiều về diễn xuất so với thời đóng Em Là Niềm Kiêu Hãnh của anh với Địch Lệ Nhiệt Ba. Bên cạnh đó, nhiều người khuyên nam diễn viên nên khiêm tốn hơn và tích cực trau dồi về khả năng diễn xuất để có thể xứng danh với số điểm tuyệt đối đó. Ngoài ra, cộng đồng mạng cũng cho rằng nam diễn viên chỉ đơn thuần là đang trả lời phỏng vấn một cách vui vẻ. Có thể Dương Dương cảm thấy mình đã cố gắng hết sức nên tự cho số điểm tuyệt đối để động viên bản thân.